và đây cũng là trung tâm Amsterdam Centrum, trung tâm Amsterdam. Và đây là một cái chợ bán hoa, và ở đây mình thấy họ có bán rất là nhiều hạt giống, trồng hoa đó. Đây hạt giống, hoa tulip. À bây giờ chiều rồi, họ đóng cửa rồi. Cửa hàng này họ bán hoa tươi nè các bạn. Và ở trên cái lập trên trần họ trưng là hoa khô, nhìn rất là đẹp. Đẹp nghe chưa, đây là hoa khô. Đây hoa khô, giống trái thù lù ha. Hoa salem. Hoa salem. I can ask. Còn cái này hoa là hoa bất tử đây. Ở đây là là nơi sản xuất kim cương, Diamond Factory. Đây là công kinh khá lớn ở trung tâm Amsterdam. Buổi chiều mát ghê, đứng ở chỗ này rất là thích nè. Người ta ngồi bên bờ kênh, rồi hả tàu, những cái cruising trên sông này rất là thích. Quiero un viaje.
cầm bông trước ban công đẹp dễ thương quá cả nhà. Nắng chiều đẹp quá luôn. Đây là ở cái căn nhà mình cũng thích đây, được xây dựng năm 1894.